Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm like, đăng ký, cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình chia sẻ cho các bạn tham gia một chương trình này góp nhận tóc căng Cini. Chương trình này góp này dành cho 15.000 lucky may mắn, tổng giải thưởng là 150.000 USDT nè các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay, các bạn hãy click phần link mô tả dưới video của mình làm nhiệm vụ các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên follow Twitter nè. Trên Twitter các bạn theo dõi các bạn, rồi bạn mới đáp lên nè. Tiếp tục các bạn copy hashtag này nè các bạn, từ chữ Arab tới chữ Polygon Network nè. Các bạn vào đây các bạn. Con này được chạy trên mạng Polygon Matic, một mạng khá là hot nè các bạn. Các bạn like nè, các bạn chỉ dẫn cho tweet nè. Các bạn nhắc hashtag nó vào. Giờ tan ba người bạn mình vào các bạn, rồi các bạn tweet nè. Các bạn bắt đáp lên nè. Tiếp tục các bạn join kênh group nè. Rồi trên group bạn join vào các bạn, rồi sau đó bạn bắt up lên nè. Rồi bạn join tiếp kênh seller nè. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn join tiếp kênh channel nữa nè. Rồi sau đó các bạn nhấp vào ba anh cùng nhấp vào setting nè. Copy username Telegram mình nha các bạn. Thôi đi các bạn, dòng đầu tiên thì các bạn gửi cho vào link form là có link retweet nè, thì các bạn mở Twitter các bạn ra nè, các bạn nhấp vào ba anh cùng nhấp vào một hồ sơ nè, rồi các bạn chia sẻ cái bài của bạn là retweet nè, mình sẽ chép liên kết nè, mình gửi link form này nè. Tiếp tục các bạn điền là username Twitter của tất cả bạn đã follow dự án nè, ông Nguyễn Vy nè, tháng 9. Rồi tiếp tục thì các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn là username nãy mình hướng dẫn các bạn lấy đó. Các bạn vào setting copy username mình nha bạn, anh 3 số 1, 3 số 2 nè. Rồi tiếp tục thì các bạn lấy địa chỉ dành với MetaMask các bạn. Các bạn nhớ tích hợp mạng Polygon Matic vào với MetaMask của mình. Nó cũng tương tự như tích hợp như mạng BB Smart Chain như thế các bạn. Bạn vào ví nè, Matic. Bấm nút nhận, copy địa chỉ này, Polygon Matic. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn kiểm tra thông số đàng hoàng, nếu được chính xác hết bạn bấm gỡ là xong rồi các bạn. Ok, như vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận tóc căng Cini đến em kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.